Văn Quyết bị cấm 8 trận vì xâm phạm thân thể quan chức trận đấu trong trận thua Bình Định. Ban kỷ luật VFF quyết định treo giò cầu thủ Nguyễn Văn Quyết 8 trận đấu do xâm phạm thân thể quan chức trọng tài sau trận Hà Nội thua Bình Định 1-3 hôm 17 tháng 4 trên sân Quy Nhơn. Văn Quyết nghỉ 8 trận vì xâm phạm thân thể quan chức trận đấu trong trận thua Bình Định. Ngoài án phạt 8 trận, Văn Quyết còn phải đóng phạt 40 triệu đồng. Trưởng ban kỷ luật VFF, ông Vũ Xuân Thành cho biết, căn cứ điểm B khoản 2 điều 39 là cấm từ 5 đến 8 trận, Văn Quyết chịu mức cấm thi đấu cao nhất trong khung này. Nếu Văn Quyết còn tái phạm, mức phạt sẽ tăng lên mà không còn phải mang tính răn đe nữa. Cụ thể là nếu rơi vào khoản 3, xâm phạm thân thể trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì có thể bị cấm hoạt động bóng đá đến 24 tháng hoặc bị cấm hoạt động bóng đá có thời hạn hoặc vô thời hạn. Văn Quyết đã quệt vào ức trợ lý Nguyễn Lê Nguyên Thành để phản ứng quyết định tư vấn của ông cho trọng tài Nguyễn Mạnh Hải trong trận đấu. Ông Hải định rút thẻ vàng cho đội trưởng Hà Nội nhưng sau đó nghe trợ lý Nguyên Thành kêu bị đánh nên ông phạt thẻ đỏ dù trận đấu đã kết thúc ít phút trước. Văn Quyết sau đó không phản ứng gì với chiếc thẻ đỏ. Anh giơ hai tay lên như thể chấp nhận rồi ôm nhẹ trọng tài. Văn Quyết khá điềm tĩnh. Những mùa giải vừa qua, anh ít khi nào phản ứng với quyết định trọng tài, thậm chí thường xuyên can các đồng đội khi họ lao về phía các vị vua áo đen để phản ứng. Hành động của số 10 khiến câu lạc bộ Hà Nội phải trả giá. Anh sẽ nghỉ 8 vòng đấu trong khi đội bóng đang đua tranh vị trí trên top đầu cùng Thanh Hóa. Văn Quyết cũng đang có phong độ tốt với 6 bàn thắng qua 7 vòng đấu, giúp câu lạc bộ Hà Nội xếp thứ 2.